Tôi không lấy của cô đâu. Hôm qua cô sai, cô làm rớt bể. Thôi, nó cũ rồi. Tôi cho cô cái mới. Cô nhớ, sai là phải giữ kỹ. Nghe chưa? Nên chưa tôi phiền anh. Anh ơi, đây là người giúp việc em thuê để dọn nhà cho mình đấy. Giúp việc? Đúng, tôi là người giúp việc. 1 giờ 120 ngàn. Hôm qua tới nay 24 tiếng đồng hồ, tôi đủ tiền mua vé cho anh chị về quê đốt nhang cho ông bà. Con xin lỗi má. Mà sao má lên đây mà má không báo cho con biết trước? Anh nói cái gì? Má ấy hả? Đúng, tôi là má của bạn trai cô đó.